Rồi các bạn, hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem một cái tư duy rất khác biệt trong tập luyện này. Các bạn xem video này nha. Đây là video, đây là tất cả những gì bạn muốn 100% thay đổi trong 3 tuần. 20 phút giảm mỗi bộ video này có 600.000 lượt xem trên YouTube của Rano Fitness, tất nhiên là cũng khá là nhiều. Ok, rồi xem nha. Rồi, cái này sẽ giúp bài tập thay đổi cơ bụng ha. Để các bạn xem thay đổi như thế nào nha. Rồi, đó. Những cái bài tập này á, tập rất là nhẹ nè. Những quảng cáo rồi. Đợi xíu, đợi tôi xíu nha. Đó, những cái bài đấm quơ quơ như thế này rất là nhẹ nhàng này nha. Rồi, bạn này nói là anh có học sinh tập cùng chán quá, cảm giác không có quyết tâm, rồi nhìn tập chán không có năng lượng, rồi nhìn bạn nữ kia tập mà chán không có tí động lực. Để tôi cho các bạn hiểu một cái quy tắc trong tập luyện và mặt tâm lý học mà tôi đã nghiên cứu. Dĩ nhiên là tôi có rất nhiều dữ liệu. Các bạn cứ nghĩ coi, các bạn có một video mà có 600.000 người xem thì tôi tổng hợp những cái comment đó, tôi phân tích một cái khía cạnh tâm lý trong cái vấn đề giảm cân để tôi giúp cho các bạn. Điều tiên, ví dụ những cái bài tập á mà nhẹ nhàng như vậy nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng đầu tiên là bạn có tập luyện. Cái điều này nó rất là quan trọng nha. Bởi vì tất cả các bạn, khi mà các bạn tập luyện giảm cân, tôi phân tích ra chị em phụ nữ đều có một cái hiện tượng, đó là về tâm lý con người luôn á, là chúng ta dễ nhanh thích và chúng ta bùng nổ lên, chúng ta tập thật là dữ dội và sau đó chúng ta xìu xuống mặt khi mà chúng ta không cảm thấy nó đủ cái hiệu quả cho cái mục tiêu của chúng ta. Rất nhiều lần các bạn như vậy rồi đúng không? Và khi rất nhiều lần như vậy, các bạn sẽ cảm thấy là những bài tập nhẹ gì đó, hoặc là những khi gì, các bạn cảm thấy rằng nó không hiệu quả, hoặc là nhìn nó rất là chán. Nhưng tôi nói thật bạn nha, thực tế luôn, đa phần 99% người tập luyện mà muốn có vóc dáng, đa phần mà chị em phụ nữ chỉ tập luyện ở cái ngưỡng đó, nhích lên xíu hoặc nhích xuống một chút là họ đủ để có thể có được cái vóc dáng khỏe mạnh đó. Những cái bài tập đơn giản vậy thôi nè, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng, cái yếu tố thứ hai là cái sự đều đặn và tập trung, thì đó là cái cách á mà dù nay nhà tôi giữ được cái vóc dáng 48-49kg suốt nhiều năm. Nghĩa là không nhất thiết lúc nào cũng phải bùng nổ thì đầm mạnh thì không. Cơ thể của chị em phụ nữ khác nam giới như tôi, các bạn bùng nổ nhiều quá, các bạn rất dễ dùng một cái từ á, gọi là bị xịt năng lượng, gọi bạn hụt năng lượng hoặc bạn stress nhiều quá. Dĩ nhiên tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn suốt ngày chỉ tập những bài tập nó quá nhẹ nhàng, mà ví dụ ở một clip khác đây đó, cho nên nhà tôi vẫn tập cái mức tạ rất là nặng. Nghĩa là ở đây cái phong cách tập luyện là cần phải kết hợp giữa cái việc là tập giữa kháng lực, tập giữa tạ, tập với những bài tập nhẹ nhàng để cơ thể nó vừa được kích thích lớn, nó vừa được kích thích nhỏ. Và cái vấn đề quan trọng nhất của cái việc kích thích đó là nó đều đặn, nó kéo dài cái việc đó qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều năm. Các bạn luôn luôn gặp phải một cái tình trạng là các bạn xem một cái video tập luyện của Rano Fitness hoặc một luyện ở đâu đó, các bạn cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi mà có ai đó cùng giới, cùng tuổi, cùng nhu cầu, cùng sở thích của bạn bùng nổ lên tập luyện, và họ kích thích cho bạn một cái sự kích thích tinh thần, gia tăng cái adrenaline trong não của bạn để mà bạn có thể bùng nổ lên và tập luyện thật là dữ dội. Nhưng sau đó hết cái đó rồi á,
bạn ngưng tập luôn, hoặc là bạn chỉ theo được khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, cơ thể của bạn thay đổi, giảm cỡ 1 ký, bạn chưa giải quyết được cái vấn đề của bạn. Và thành thử ra là cái quá trình đó nó diễn ra lặp đi lặp lại hoài, nó làm cho bạn thật sự không thay đổi về vóc dáng của bạn. Đó. Ở đây tôi muốn nói cho các bạn việc sau hai cái video, một là tập tạ rất là nặng, hai là tập rất là nhẹ nhàng, kiểu nhìn bạn kiểu nhìn rất là buồn chán, nhìn muốn muốn nè, cái hiệu quả ở đây mà các bạn cần phải suy nghĩ đó là cái tính đều đặn của nó. Khi cơ thể vận động đều đặn, nó được kích thích lớn, nó được kích thích nhỏ, nhưng quan trọng là nó vẫn được kích thích. Chứ còn nếu mà bạn mong chờ một phương pháp thần kỳ nào đó hoặc một phương pháp tập nào đó mà nó kích thích ngay lập tức tất cả những cái giác quan của bạn để bạn cảm thấy thật hào hứng, thật hứng khởi để bạn đi tập, thì những cái sự kích thích hứng khởi đột biến đó nó chỉ giải quyết được một cái khía cạnh, một cái chuyện trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà về lâu dài, 12 tháng trong một năm, 52 tuần trong một năm, cơ thể của bạn nó không thay đổi gì nhiều hết. Ok, hiểu ý tôi nào? Nên cái mấu chốt của việc tập luyện không phải là bạn tập nhẹ nhẹ như thế này, mà hoặc là bạn tập nặng với tạ như thế này, mà cái mấu chốt tập luyện đó là sự, một là sự đều đặn, hai là sự phù hợp. Sự phù hợp ở đây tôi nói này nha, nghĩa là có người sẽ có đủ thể trạng để tập luyện nặng, có người họ không đủ sức khỏe để tập luyện nặng thì phải chấp nhận bắt đầu tập luyện nhẹ. Tại đây nói tôi có rất nhiều bài tập ngồi tập như thế này nhẹ nhàng. Ok, đó là tập luyện, nó phải phù hợp. Vì nếu bạn không phù hợp, bạn không thể duy trì đều. Khi bạn không thể duy trì đều, bạn chắc chắn còn không thể nào mà đạt tới cái ngưỡng là bạn tập luyện được 2 tuần, 3 tuần, 1, 2 tháng, 3 tháng là bạn thay đổi vóc dáng nữa. Và thứ ba là phải chú ý đến dinh dưỡng. Thứ tư là phải chú ý đến giấc ngủ. Bốn cái yếu tố đó đều đặn, phù hợp, dinh dưỡng và giấc ngủ kéo dài thời gian dài, nó quyết định được là cơ thể của bạn có trở nên đẹp hơn, có thay đổi biến được hay không. Đừng bùng nổ sở thích đột biến về việc tập luyện nhiều, bởi vì điều đó thật sự kinh nghiệm của tôi nó không giúp ích gì cho bạn nhiều hơn để thay đổi vóc dáng trở nên khỏe mạnh hơn hết. Tập luyện nó là một thói quen, bạn muốn nó hiệu quả, nghe tin lời tôi đi, hãy biến nó thành một thói quen, nó sẽ hiệu quả nha.